Hello xin chào các bạn. 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 Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Yeah, lâu ngày quá không gặp. Dạo này tôi bận lắm mọi người. Dạo này tôi bận bán nhà. Vẫn là công việc chính của mình, bán lâu lâu ngày bán 2-3 căn cho nên không có thời gian. Cho nên là mà được biết là mới dạo này có vụ diss qua diss lại đồ G4R, Jambi đồ diss dế. Thì cách đây mấy hôm thằng Giới Chắc á rồi có lên trên Facebook đấy, kiểu mà nói đăng một status gọi là giống như kiểu mà mình thấy là cũng không được, cho nên mình cũng có đăng một cái status dạng như mình thì là vãi lìn quá Giới Chắc. À, không ngờ là mình hồi xưa mình cũng thích thích nhạc của Giới Chắc, những cái lúc mà thời điểm bạn mới lên á có mấy cái bài cũng ok. Mình nhớ là cũng là cùng thời với lại sau cái bài Nằm Trên một thời gian rất là ngắn ấy. Dạ yeah, rồi xong rồi Rap Việt mùa 1 cũng ấn tượng, kiểu là thấy bạn này cũng kiểu mà thấy cái tính tình nó cũng giống như chất phát rồi nọ đó, nhưng xong hồi càng ngày càng lòi ra một nùi. Thì mình thì không thích những người mà phong ân bội nghĩa, thấy không? Kiểu là làm gì làm. Ví dụ như lúc đó mình khó khăn đi, người ta cho mình mượn 5 triệu đi, mà từ 5 triệu đó mà làm thành 5 tỷ. Mặc dù là người ta cho mình mượn 5 triệu thôi, nhưng mà cái đó là những cái sự giúp đỡ của người ta, những cái ngày đầu của mình, thấy không? Không có những cái giúp đỡ của ngày đầu đó thì mình chưa chắc là có ngày hôm nay. Ví dụ như vậy. Rồi mình sẽ trân trọng những người giúp mình, dù là ít hay là nhiều thì vẫn là lúc đó là nó mình cần sự giúp đỡ của họ, là đối với như vậy là nó là nhiều rồi, phải không? Đó, cho nên là mình không có ưa gì những người mà kiểu là phủi ấy. Cho nên là nói thẳng luôn là mình là này là mình chưa nghe cái bài này như thế nào, nhưng mà ý là yeah ok rồi, hôm nay mình sẽ làm reaction bài Dế Mái của Jambi. Đấy. Rồi. Nên dạo này thấy thằng Dế nó đăng video đồ này nọ, cũng thấy rap cũng càng lúc càng đi xuống, hình như là hết sự giúp đỡ rồi hay sao ấy. Đấy. Ok rồi, bây giờ bắt đầu ha. Mình vào đây. Ok. Rồi, ai chưa nghe bài này thì là bài Dế Mái của Jambi. Trên kênh của Jambi G5R. Ủa kênh mới nữa hả? À, kênh mình nhớ là Jambi là mình có subscribe mà. Ok rồi, ok bắt đầu ha. Nói gì nói chứ mà cái mà gọi là mình theo cái ý của mình á, cái nhục nhã nhất của một thằng rapper là để người khác viết giùm ấy. Nếu mà đó là một người giống như kiểu là performer đi ha, một người ca sĩ thì đó đến giờ thì cái chuyện mà ca sĩ thì có người viết nhạc rồi, cái đó thì nó là bình thường rồi của cái culture đó rồi. Nhưng mà đối với là một thằng rapper á thì mọi người biết mà, phải không? Một rapper mà để được những người ta thích thì là phải real, phải không? Rap là phải những gì mình trải qua nó đúng, còn mà để cho người khác viết thì cái đó thì bạn là một người artist đấy, một người nghệ sĩ, nhưng mà rapper thì là không, nghĩa là fake rapper, có thể là real artist nhưng mà là fake rapper, phải không? Tại vì nếu mà rapper thật sự thì là phải tự viết những rap những cái gì mà nó real, nó mình thật sự mình trải qua. Không, hoặc là dựa lên một câu chuyện nào đó, chứ đừng có claim đó là mình nói những cái lời nó gọi là pha kê đấy. Cái khẩu giọng thì bạn hay chứ. Chứ nó cỡ đó gặp tôi lên. Bài cho nó rõ gọn, chứ nó chữ cái thằng Dế tại nó nhỏ nhỏ. Cho nó là bạn quân méo tử tế, chứ nó cỡ đó gặp tôi lên tôi bỏ chọn. Nghĩ lại thấy cũng hổ
Jumbie rap cái bài này giống như là kiểu mà mở 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 màn ấy, khởi động đúng không? Cho nên là thường á những cái bài đầu tiên ở trong mỗi trận ba đồ á thì sẽ là nói kể chuyện nhiều hơn, nói phát đồ này nọ nhiều hơn. Cho nên là nãy giờ là Jumbie đang kể. Lúc đó mình đứng xem biết cái nếu gì là nhạc. Nghe độ tôi từ 22 chẳng phải là nói luôn hả bạn. Ở ngoài mày hiện như cục bột và chạy dẫn ông vua mình chẳng tới nhà mày. Có thằng nào đi chửi người ta chó mà lại tự xin mình chính là đúng loại đâu. Cái điểm trừ nó 10 trên 10 từ nhạc tới gây sắm nhiều thứ nó cộng lại chứ. Cái điểm trừ chửi người ta là chó xong tự nhận mình là đồng loại. Cái điểm trừ nó 10 trên 10 từ nhạc tới ngà sâm. Ý là sâm xấu à, Trên 10 từ nhạc tới gây sắm nhiều thứ nó cộng lại cho. Lúc nào cũng nói mình chuyên nghiệp nha. Mà nhạc không phải đi đạo nhái. 4 tháng 2 mà tặng quà không có say quá đã cho ngày Valentine. Mày đem cái bài nhạc tao viết xong rồi mà đi bán đầy đủ thông tin. Mà cái tội này nó cũng hơi nặng khi giống một hợp đồng nghĩ mình thông minh. À, cái này không biết là thật hư hay sao nhưng mà lên mạng lên Facebook á, thì kiếm chuyện với Jambi trước, kêu Jambi không chia tiền hay gì, hay là chưa không thấy đồng nào ở trong bài website Homie Squad rồi gì đó, gì website Homie Squad, rồi xong rồi đó là chuyện bắt đầu từ cái này nè. Rồi xong rồi anh bên Jambi thì lại kêu là thằng này lấy nguyên cái hợp đồng của cái bài đó rồi đi bán làm hợp đồng giả rồi tùm lum la ấy. Mấy anh em giờ bóc nhau hết rồi. Đầy đủ thông tin. Mọi người thấy không? FSR tụi tôi là không bao giờ có những cái chuyện này đấy. Tội này nó cũng hơi nặng khi giống một hợp đồng nghĩ mình thông minh. Anh trước mà nó còn la làng đóng vai người bị hại nên tưởng mình giao tay. Khéo là có ngày cho ra tòa ăn bánh mình nói chuyện mày muốn thông minh. Mày đã vợ tao để tôi free, tao thấy mày cũng cần giống tôi free. Huawei thì nhiều vụ rồi, không phải nó Huawei từ cái hồi mà đó giờ mà Huawei rất dính rất là nhiều chuyện về mà anh em với là tiền bạc đó. Một lần hai lần thì nhiều khi mình còn ok, giống như kiểu là ai cũng có cái câu chuyện của họ đúng không, ai cũng là nạn nhân đúng không, chứ mà nhiều lần như vậy thì không không muốn tin là cũng phải phải tin đúng không. Má câu này ấy nè. Mưa nó làm cu li mà suốt ngày nó sờ mày có thôi đi. Tao có con mét xe đi hướng về miền Tây cùng mấy homie. Tao 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 thì tao nói vậy lão đại ở đây thì tao chấm bê. Nghĩ là mày đó con ten lô ta. Câu đó bây giờ thật sự tính tao có sao nói vậy, lão đại ở đây chỉ có chấm bê. Ok chấm bê. Tao có chiếc Mercedes hướng về miền Tây với cùng với homie. Ê, mình cũng có một chiếc Mercedes nè bro. Nhưng mà nó không phải màu xanh mà. Tao thì tao nói vậy lão đại ở đây chỉ có chồng mình. Tao biết là mày đó content lôi tên tao ra để cho lên bài. Tao dạy mày chỉ một vài năm kiến thức thì mày học đó. Mọi người để không? Đó giờ dế nó giống như im hơi lặng tiếng, không có hoạt động rồi này nọ trên mạng gì, không nói này nọ. Tự nhiên gần đây bắt đầu lên kiếm chuyện với Jambi. Rồi xong bắt đầu đăng mấy cái video nhảm nhảm nhảm, ngày nào cũng đăng mấy cái story nhảm 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 nhảm. Thế là mình không có coi, mình giống mình thề luôn mà mình không coi luôn á. Là mình thấy nó nhảm quá, thấy bắt đầu nó xàm rồi đó. Kiểu mà lúc đầu thấy lên cái gì mà so vần đồ này nọ là ok. Cái đó thì lâu lâu giống như kiểu là khuấy động thì cũng được. Bắt đầu thấy nó nhảm rồi đó ba. Rồi tự nhiên giờ kiếm mối cho Chambi, tưởng Chambi hiền quá, tại vì Chambi thật sự mình theo cái kinh nghiệm của mình, trải nghiệm của mình với Chambi thì bạn này kiểu là anh em hòa đồng đúng không, anh em cũng giống như là việc ai người đó làm đồ này nọ, có chat đồ này nọ, mời thì fit đồ này nọ thôi. Tự nhiên đâu lòi ra má, xong rồi tự nhiên một đống người bây giờ là dạng như là bắt đầu bóc phốt dế thì đâu phải tự nhiên thì có lửa mới có khói đúng không. Lại cây số mới còn đen khoảng cách bằng tao á lại trên dài con dế mà nó từng nổi tiếng thì tao chỉ biết con dế tao hoài chứ không tao rapper dế cô bơ nghèo mà nhất mà tao đánh cho từng chữ em nó o dê thì tao nhất rồi tao hỏi tao bằng đôi bằng ba để lên mạng kiếm kỳ kèo nhất không có lặng đâu mất tâm mà đúng là rapper tao xem là mèo nhất.
Mà cái hình này hơi khó chịu nha Chambi. Đó, mình đang ngồi reaction mà nó cứ chỉ vô mặt mình. Nói chung thì cái bài diss này á, thì cũng kiểu là khởi đầu thôi, cũng chưa có phải là một cái bài diss gọi là cái này là nó quan trọng là Jambi giống như là thích thì lên nhạc đó, giờ bắt đầu kể phát nè, coi thử thằng kia có trả lời hay không rồi này nọ. Nếu mà nói về chung một bài nhạc thì mình chưa thấy đã, tại vì mình cũng thấy nó giống như là về flow rồi nọ gì, vừa trước vừa sau thì nó cũng ngang ngang thôi, nó không có kiểu mà giống như là có cái độ lên xuống đồ này nọ đấy. Nhưng mà về cái này rất là thú vị quá. Jambi thì nghe nghe không có bị rướng, bị kiểu giống như đang giống như đang chửi lộn mà. Ok rồi, ai chưa nghe bài này thì lên cái kênh mới của Jambi nè, đấy cho người ta một sub, nghe rồi này nọ vô comment rồi vô, thì tôi cũng mong bên kia disc rap lại rồi này nọ coi như thế nào, coi trình nhà này tới đâu rồi. Chứ mà thật sự thì sau chương trình á, hồi đó mình rất là ấn tượng những cái bài diễn bài thi của Dế ở trong Rap Việt mùa 1 á. Mình cũng rất là bất ngờ, với lại kiểu cũng có một cái gì đó gọi là giống như là lấy được cái cảm tình của người coi Dế Choác lúc đó đúng không, nhưng mà xong rồi sau đó tự nhiên biến mất luôn. Biến mất tới giờ tự nhiên lâu lòi đâu ra, bắt đầu đi gây sự người ta và kiểu giờ chán rồi kiếm mối đồ này nọ. Ok rồi, ai chưa nghe bài này thì nhớ qua kênh của Jambi nhé. Lâu rồi chưa reaction lại đồ này nọ. Ok rồi, vậy đây, hẹn gặp các bạn vào những video reaction sau. Bye bye. Ai cần mua nhà ở Atlanta nhớ gọi cho mình nha.